Hello Ken, hôm nay rảnh rỗi. À, thực ra thì cũng không rảnh rỗi lắm đâu. Do bí ý tưởng quá cho nên là anh đã ngồi xem lại một lượt các cái clip cũ ở trên kênh Thơ Nguyễn. Thì anh nhận ra có một cái clip có tên là Tô mì 10k của con nhà nghèo Tiểu và Bảo Thúi. Và tô mì 10... À không, 1 triệu thượng hạng của đại gia Thơ Nguyễn. Anh không thể nào hiểu nổi tại sao cái clip đó lại có được nhiều lượt xem như vậy. Mới đăng có 5 năm thôi mà được 52 triệu lượt xem. Quá là khủng khiếp luôn. Đấy cũng chính là cái video có nhiều lượt xem nhất ở trên kênh Thơ Nguyễn. Và điều đặc biệt ấy, nó đã bỏ xa cái video đứng ở vị trí thứ hai, mới chỉ có 41 triệu lượt xem thôi. Ghê chưa? Wow. Chính vì thế cho nên anh quyết định là hôm nay anh sẽ tái hiện lại nó một lần nữa. Anh sẽ quay lại cái clip đó. Yes. Nhưng mà lần này ấy, thì chỉ có một mình anh thôi. Không thể nào mà cứ sơ hở là có tiểu phẩm giống như kiểu là anh quay với chị Thơ ngày xưa được. Chính vì thế cho nên là cái phong cách của video này cũng sẽ khác hoàn toàn so với video trước đó. Yeah. Mặc dù nó vẫn sẽ là tô mì 10k và tô mì 1 triệu. Để xem là với 1 triệu ở thời điểm hiện tại thì anh sẽ mua được một tô mì như thế nào nhá. Hôm nay thì anh mặc một cái áo màu cam. Anh tính đi cái xe này cho nó hợp. Nhưng mà trời nắng quá. Nên là thôi. Hình như anh quay bằng điện thoại cho nên là cái chữ trên áo của anh nó bị ngược lại. Đố các em biết cái chữ này đọc là gì đấy? Hả? Cái gì? Chịu á? Yeah. Có thế mà cũng chịu. Kém thật đấy. Hey. Đùa thôi. Thực ra ấy, cái áo này của anh có màu cam. Và cái chữ này là chữ chịu. Đấy, ghép lại thì sẽ là cam chịu. Anh đã mua xong và bây giờ anh phải về gấp, nếu không con tôm của anh sẽ bị chín mất. Nhiệt độ ngoài trời bây giờ lúc này đang là gần 40 độ lận. Quá nóng luôn. Nhiệm vụ tiếp theo của anh, đương nhiên rồi, có làm thì mới có ăn. Các em nhìn này, con tôm này nó còn sống luôn. Wow. Cái mắt của nó đang nhìn chừng chừng lấy anh kìa. Không, anh nhìn các em đấy. Đây chính là một con tôm hùm Alaska. Và anh nghĩ là anh sẽ hấp nó. Ê, tính ra con tôm này cũng khá to ấy chứ đúng không các em? Nó to hơn cả cái mặt của anh nữa. Đặc biệt là cái càng của nó chắc chắn là sẽ có rất nhiều thịt đây. Nhưng mà bây giờ kể cả anh có thịt nó thì đừng bạn nào nói anh ác nữa. Bởi vì á, anh không thịt thì người khác cũng thịt thôi. Bản thân cái con tôm này khi mà bị người ta đánh bắt ấy thì nó đã mang một cái sứ mệnh, đó là làm đồ ăn cho chúng ta rồi. Anh cũng không thể nào mà đi mua nó về để đi phóng sinh được đúng không các em? Cho nên là anh sẽ cố gắng ăn bạn tôm này một cách ngon nhất. Tiếp theo đối với bảo ngư thì người ta nói là anh sẽ phải rửa sạch với nước muối, sau đó dùng bàn chải để chà nữa cơ. Chắc là con này nó không được sạch sẽ cho lắm. Sau đó thì sẽ tách nó ra khỏi vỏ để hấp. Ngoài ra thì chúng ta còn cần phải cắt bỏ cái phần ruột và răng của bảo ngư nữa. Anh không biết làm thế này có đúng hay không nữa. Sau đó thì chúng ta sẽ tiến hành hấp nó với bia. Anh nghe nói hấp với bia thì sẽ khử được mùi tanh của hải sản. Bởi vì anh không có cái nồi hấp chuyên dụng cho nên là anh đã phải tự chế ra một cái nồi hấp như thế này. Sẽ bỏ những cái con bảo ngư vào đây. Con tôm hùm này thì anh đã làm ngộp nó. Hiện giờ thì nó không còn sống nữa rồi các em ạ. Đó, lát nữa hơi nóng thì sẽ làm cho nó chín một cách từ từ. Bật bếp lên, đậy nắp lại và chờ đợi thôi. Quên mất là nhà anh có xả mà anh lại không bỏ vào. Bây giờ bỏ vào không biết là còn kịp hay không nữa. Wow, các em nhìn kìa. Bây giờ con tôm của chúng ta thì đã có màu rất là đẹp. Anh nghĩ là nó đã chín rồi đấy. Anh sẽ tắt bếp ngay. Vậy là đã xong món mì 1 triệu. Thế còn mì 10k thì sao?
Và hãy cùng xem lại một lần cuối cùng thành quả của chúng ta trước khi nó bị ăn mất. Đây là tô mì 1 triệu. À, thực ra giá trị của nó thì cũng suýt soát 1 triệu thôi. Anh đã làm tròn lên thành 1 triệu cho nó chẵn đấy. Còn đây chính là tô mì 10k. Gói mì này anh mua 6.000 thì phải thêm quả trứng nữa chắc cũng thành 10.000 rồi. Quá chuẩn luôn. Đấy, còn bonus thêm cho 2 cộng hành nữa này. Nhìn sơ qua thì chúng ta có thể dễ dàng thấy được là tô nào chất lượng hơn đúng không nào? Yes. Nhưng mà để đánh giá được là tô nào ngon hơn và đáng đồng tiền bát gạo hơn ấy thì anh nghĩ là anh sẽ không đánh giá cái điều đó, bởi vì anh nếu mà anh nói thì nó sẽ không được khách quan cho lắm. Anh là người nấu mà. Cho nên anh sẽ mời đến đây một vị khách đặc biệt, một vị khách rất rất đặc biệt luôn. Chúng ta hãy cùng chờ đón xem đó là ai nhá. Chào các bạn. Mình là Trần Thanh Xanh. Hôm nay theo yêu cầu của Tiểu Bảo thì mình sẽ múc bang tô mì 10k và tô mì 1 triệu. Đầu tiên thì chúng ta sẽ ăn tô mì 1 triệu trước. Ê, nhưng mà tính ra là hơi bị khó ăn đấy. Khoan khoan nha, mình nghĩ là chúng ta sẽ phải bỏ con tôm này ra ngoài trước đã. Tạm thời ra đây nằm nhá. Do để quá lâu cho nên là tô mì nó đã bị trương lên rồi. Trời ơi, mì này hình như cũng là mì mắc tiền thì phải. Bản thân cái tô mì này nếu mà không có tôm hùm với bào ngư thì nó cũng đã đắt gấp đôi gấp ba cái tô mì bên này rồi. Đấy, cho nên là chúng ta sẽ ăn mà không cần tôm hùm trước. Ngon thật. Chưa bao giờ mà tôi được ăn tô mì nào ngon như thế này. Mặc dù nó hơi bị trương rồi nhưng mà nó vẫn dai nha. Nó chỉ gọi là cái sợi mì nó mập hơn bình thường, bởi vì nó hút nhiều nước hơn bình thường một tí thôi. Mới để đâu đấy có hơn 15 phút chứ nhiều đâu. Ngon thật. Wow, đây là một con bào ngư 79.000 do đích thân Tiểu Bảo Thúi chế biến, thì chắc là giá của nó phải lên đến 80.000 rồi đấy. Nó rất mềm nhá. Bình thường đi ăn bào ngư thì nó dai dai, cứng cứng, nhưng mà con bào ngư thì mềm thật, ngon ghê. Mềm này không biết chín chưa nữa, chắc là chín rồi, hấp cũng khá lâu rồi mà. Siêu ngon luôn. Tôi nghĩ là tôi sẽ tạm gác tôm mì này qua một bên để ăn qua con tôm hùm này. Nếu không thì các bạn sẽ bảo tôi thiên vị. Ok. Chúng ta sẽ cùng đến với tô mì 10.000. Có thể thấy được là sợi mì của tô mì 10.000 á thì nó bị xỉn màu hơn là cái sợi mì bên này. Bởi vì cái gói mì thì nó rẻ tiền mà, nên là chúng ta không thể đòi hỏi được nó có chất lượng cao được. Cái quan trọng là nó có ngon hay không. Yes. Mì bên này cũng khá ngon đấy. What? Khá ngon. Nhưng mà tới khúc này tự nhiên thấy đỡ ngon rồi. Tại hết lòng đỏ rồi. Nói chung thì cũng khá là ổn. Mang tiếng là mì tôm chua cay, nhưng mà tôi thấy là nó chưa đủ chua và chưa đủ cay đối với tôi. Giá mà có thêm một chút ớt với lại một chút chanh nữa thì nó sẽ tuyệt vời hơn rất nhiều. Mà thôi, có 10.000 thôi mà, đòi hỏi cái gì chứ. Yeah. Cái này ấy, chế biến nó rất là nhanh, chỉ cần có 5 phút là có thể được ăn rồi. Còn cái món này á, có biết là chế biến bao nhiêu lâu không? No. 2 tiếng đồng hồ. Riêng con tôm này ấy thì tôi đã chế biến nó, à không, Tiểu Bảo đã chế biến nó trong khoảng thời gian là 1 tiếng đồng hồ luôn đấy. Wow. Cái đầu của nó hay toàn cúc, à không, toàn cái này chẳng nhẽ là gạch sao? Gạch thì nó phải vàng vàng chứ sao cái này nó lại xỉn xỉn thâm thâm như vậy ta? Thế lạ lạ sao ấy, thôi không ăn đầu nữa. Wow. Đã chưa? Các bạn đã thấy nó đã chưa? Tiếc là ở đây không có muối chấm hải sản, phải chấm bằng muối ớt, nhưng mà nó vẫn rất là ngon. Tuyệt vời. Ngon lắm luôn á. Nhưng mà ăn không như thế này thì làm sao mà được. Chúng ta sẽ phải ăn chung với mì để lát nữa chúng ta còn đánh giá được tổng quan cái tô mì này nó như thế nào. Chứ còn ăn không thì nó rất là vô nghĩa, đúng không? Yes.
Cóc. Lần đầu có tóc nên là hơi bỡ ngỡ. Giờ mới thấy mấy bạn con gái tóc dài khổ thật đấy. Ăn uống là cứ phải vén lên, không thể sợ ăn nhầm vào tóc. Thôi không dài dòng nữa, bây giờ sẽ là đến phần mà các bạn mong chờ nhất. Đó chính là chấm điểm cho hai tô mì này. Chúng ta sẽ phải chấm dựa trên nhiều tiêu chí để đảm bảo tính khách quan. Thứ nhất, về giá cả thì tô mì nào rẻ hơn tô mì đó giành chiến thắng. Tô mì này 10k, tô mì này 1 triệu. Tô mì này 10 điểm, tô mì này 1 điểm. Về mức độ ngon thì tô mì này tôi đánh giá nó được 9 điểm. Wow. Còn tô mì này chỉ được 7 điểm thôi. Wow. Về tính tiện dụng, tô mì này 10 điểm. Còn tô này lại là 1 điểm. Tính ra ấy, thì nó cũng chẳng ngon hơn bao nhiêu đâu, mà nó lại đắt hơn rất nhiều. Ấy thế mà, cái điểm của nó lại cực kỳ thấp nữa. Thế thì tại sao nó lại đắt thế nhỉ? Cái giá trị nó nằm ở đâu nhỉ? À đúng rồi, nó nằm ở con tôm này. Và bây giờ chúng ta sẽ... Thôi không múc bang nữa đâu. Sợ múc bang thêm nữa các bạn thèm. Cho nên là video của chúng tôi kết thúc tại đây. Nếu mà các bạn thích video này thì hãy cho chúng tôi một like. Đừng quên đăng ký và chia sẻ với bạn bè nữa nhé. Tôi chỉ mong là cái clip này có khoảng 520.000 lượt xem thôi là đã hạnh phúc lắm rồi, chứ không cần được đến 52 triệu lượt xem đâu. Nếu mà lên được 1 triệu lượt xem thì càng tốt. Thế nhá, buồn buồn lại bấm vào xem để cho nó lên 1 triệu lượt xem nhá. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bye bye. Và sau đây sẽ là một cái màn hóa trang, lột xác thành chàng trai tóc xanh. Chàng trai mà năm đó chúng ta cùng xua đuổi. Ôi nó ghê quá kìa mà. Nhìn gớm thật đấy. Có bạn nào nhớ cái bộ tóc giả này không? Bộ này thì ngày trước chị Thơ đã hóa trang thành cô gái tóc xanh. Chị ấy quay mấy clip ngắn được rất là nhiều người xem. Anh sẽ phải lên được cái bộ dạng này sao?